Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay kênh video của Trọng Nhà Thờ, đơn vị chuyên thi công nhà thờ họ từ đường bằng gỗ, bằng bê tông giả gỗ, xin gửi đến quý vị và các bạn một cái mẫu hoa văn của cầu đầu đang trong cái quá trình tại xưởng và rung ráp. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Sau khi mà rung ráp thì đến việc sơn lót, tức là rung ráp rồi cũng là sơn lót lớp 1, đó là phải rung ráp lại thì bắt đầu mới sơn lót lần thứ 2. Thì chuẩn bị đây là các một số hình ảnh sau khi đã sơn lót lần thứ 2. Thì đối với cái tính chất của gỗ như vừa sơn lót nên nó vẫn là một bộ bóng. Và sau bước cuối cùng sơn hoàn thiện thì sẽ dùng sơn mờ, thường là bị trọng thường sẽ dùng sơn mờ 75 hoặc 100. Đối với cái hoa văn của bụng cầu thì cái thủ pháp mà để mà lấy lấn liền sâu hay tạo ra các độ chênh lệch về cao độ của hoa văn sẽ mang lại hiệu ứng rất là tốt cho cái sản phẩm, để tăng được cái thẩm mỹ của độ mềm độ dẻo của lá, cũng như tăng được cái thẩm mỹ của cái bụng cầu đầu khi mà mình nhìn trực diện thì sẽ có rất là nhiều góc. Các bạn chú ý theo dõi bên đơn vị trọng thờ quay rất là nhiều góc của cái cầu đầu. Đơn vị trọng thờ cũng cố gắng quay rất là nhiều góc và rất là chi tiết về cái hình thức cầu đầu để cho các bạn theo dõi. Thì đây là một cái video quay tương đối là rõ nét về một cái cầu đầu, thì sẽ có rất là nhiều hình ảnh cũng như là các góc của cầu đầu. Đây là cái cầu đầu mà đã sơn lót xong, thì bên cạnh nó có một cái cầu thứ hai cũng đang được sơn lót. Và trong quá trình sơn lót thì lại rung ráp lại một lần nữa, tức là phải sơn lót rất là kỹ, sau đó mới sơn hoàn thiện để đảm bảo một cái tính chất bề mặt của gỗ thật là hoàn mỹ khi mà lắp dựng. Thì trước khi lắp dựng thì chỉ có sơn lót thôi, thì sau đó mới dựng xong thì mình đang bị chọn một thời mới sơn hoàn thiện. Thank you.
Mỗi một công đoạn thì đều rất là quan trọng, ví dụ như là xẻ thành khí này, xong rồi sàn đóng, rồi đục chạm, đục thì có đục phá, rồi đục hoa văn, đục tỉa, đục tách, sau đó đến đánh giấy giáp, dung giáp rồi phun sơn lót xong lại đánh giấy giáp xong phun sơn lót và đánh giấy giáp tiếp, và cuối cùng nhất đấy là phun lót và phun sơn hoàn thiện để đảm bảo là cái tính chất gỗ thật đẹp, cũng như là nó không có cảm giác là khô, thì bắt buộc qua những quy trình như vậy. Trên đây là một số các hình ảnh mà về chi tiết một cái câu đầu, từ lúc đánh giấy giáp đến lúc sơn lót để chuẩn bị mang đi công trình lắp dựng, thì đơn vị Trọng Hòa Thơ cũng muốn gửi đến quý vị theo dõi được hiểu thêm chi tiết câu đầu, một cái cấu kiện rất quan trọng trong ngôi nhà. Thì để xem những video mới hơn, hãy đăng ký kênh, ấn like và chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.